Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin được giới thiệu đến các bạn một cái bộ chế xe 4 bánh, hệ thống treo 4 bánh luôn. Đằng sau thì treo lò xo tay đòn thuộc giảm chấn, đằng trước thì treo càng chữ A phanh dầu. Chiều rộng cầu sau là 1m1. 4 bánh sử dụng là bánh 235/30R14. Bánh này có đường kính là 53cm, bản rộng là 22cm. Hệ thống điện là sử dụng động cơ 1000W. Chân phanh dầu có khóa. Cầu phanh dầu thì có cả khóa cơ và khóa điện, có cả khóa cơ và khóa dầu. Thì các bạn có thể tùy ý sử dụng cả hai cho nó an toàn, hoặc là chỉ cần sử dụng phanh dầu là được rồi. Trên cái chân phanh dầu nó cũng có khóa. Cái cầu 1m1 này thì khi lắp bánh thì nó sẽ ra độ khoảng 1m25. Thì các bạn làm xe tầm 1m3 là đẹp. Sau đây mình sẽ đi chi tiết cho các bạn xem. Xin lưu ý với các bạn thêm là cái bộ này có thể lắp được cho rất nhiều loại bánh khác nhau các bạn nhé. Chỉ cần các bạn có yêu cầu các mẫu bánh ở bên mình, các bạn có thể xem trong cái trang web này, trang web xe điện motor điện.com. đây, trang web này là xong này. Thì các bạn vào cái trang web này, các bạn chọn cái mục danh bạ, những cái mục danh sách sản phẩm, những cái mẫu bánh các bạn chọn, các bạn có thể thay thế mẫu bánh khác tùy ý. Đấy. Từ cái bánh mẫu, từ mẫu bánh 10 trở lên là có thể sử dụng được với này cái bộ này rồi. Bánh -10, -12, -14 là đều sử dụng được hết. Ở đây là bánh này có tim ốc là 8x11 này. Đấy. Tim 4 con ốc này là 8x11. Các bạn cũng có thể chọn mẫu bánh 7x10, bên mình đều có các cái loại phù hợp để đưa cho các bạn tham khảo. Bộ chữ A căn chỉnh, giảm sóc lò xo kép rất là đẹp. Cái bộ này thì rất là phù hợp cho các bạn làm xe từ 2 đến 4 chỗ. Ở trong cái bộ này thì chưa trang bị những cái hệ thống đèn này, chưa có. Thì các bạn có thể tùy chọn những mẫu đèn mình thích, ở bên kênh mình đều có. Đây là hệ thống phanh dầu này, củ phanh này, chữ A có thể căn chỉnh này. Lốp không xăm nhé, bản rộng là rất là lớn, bản 22cm. Đấy. Đây là tay đảo chiều này, chân ga này. Chân ga các bạn có thể loại chân sàn như này hoặc chân treo, bên mình đều có, các bạn chọn loại nào cũng được. Đấy. Hệ thống điện thì được đấu sơ bộ để cho các bạn chạy. Còn nếu như các bạn mua cả bộ dây điện của nó thì đi kèm theo đèn đóm thì lúc đấy sẽ đấu hoàn chỉnh luôn cho các bạn về chạy luôn. Đây là động cơ 1000W, 48 hoặc 60V, thì cái đấy là khách hàng tùy chọn. Cầu phanh dầu này, đây. Cầu này thì có cả chế độ phanh dầu và phanh cơ. Đây là phanh dầu này, còn đây là phanh cơ này. Đấy. Phanh cơ thì các bạn nhìn đây, cái phần tì này. Đấy. Khi các bạn kéo phanh cơ thì cái con này nó sẽ tì vào má phanh, nó sẽ không liên quan gì đến dầu mà nó sẽ tự, đấy, nó tự ép vào má phanh dầu. Hệ thống treo. Đây là cái hệ thống treo này. Hệ thống treo tay đòn. Đấy. Tay đòn thì hiện bên em có hai loại, là loại dài 420 và loại dài 490. Tức là 49cm ấy, thì giá nó như nhau thôi các bạn ạ. Thích lấy loại nào lấy. Đây là cái tổng phanh theo cầu cho nên mình chưa tháo ra. Chứ còn tổng phanh của nó là tổng phanh 4 cơ. Đây là cái tổng phanh 4 của nó này. Tổng phanh và chân phanh dầu có khóa đây. Cầu thì có hai tầng số nhanh và chậm các bạn nhé.
Đây là cái bộ cần số của nó này, để sang số nhanh và số chậm. À, các bạn có thể làm 800W hoặc 1000W là được rồi, không cần thiết phải làm nhiều hơn. Còn à, những cái hệ thống treo này thì ngày xưa có giới thiệu rồi thì cũng chỉ giới thiệu lại sơ bộ cho các bạn thôi. Cái lò xo này thì nó vừa có tác dụng là giảm sóc, vừa có tác dụng là giữ thăng bằng. Giữ thăng bằng kiểu như nhíp đấy. Còn cái đàn hồi này thì cái ống phục chống sóc đàn hồi này thì là nó có tác dụng là nó nhún xuống thì nó nhún xuống rất là nhanh, nhưng khi nó hồi về thì nó hồi về chậm, cho nên là tránh cái tình trạng của cái lò xo là bị nhún lên nhún xuống rất là nhanh, thì cái này nó sẽ làm giảm cái độ bật lên của cái hệ thống đấy. Thì cái dùng cái loại này rất là êm hơn nhíp rất là nhiều. Đấy, đây là toàn bộ những cái thiết bị trên một cái bộ phụ tùng như này, càng chữ A. À, cũng lưu ý với các bạn nữa là cái càng chữ A này thì nó có chiều của nó. Khi các bạn lắp đặt thì các bạn để ý cái chữ ở trên này, nó ghi chữ LR này. L là bên trái, R là bên phải, R là right là bên phải. Thì các bạn lưu ý lắp đặt là tương tự như này, cái phần giằng lái là phía sau là được. Đấy, cái người ngồi lái. Đấy. Cái phần tai cao này thì ở phía trên. Cái giảm sóc thì các bạn lắp thẳng, càng đứng thì nó càng khỏe, càng nghiêng thì nó càng yếu. Tuy là cùng một giảm sóc nhưng nó sẽ là như vậy. Hệ thống vô lăng là có đầy đủ công tắc các bạn nhé. Công tắc các thứ là đầy đủ. Đây, công tắc xi nhan, ốp nhựa, ổ khóa này, đủ hết. Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi đăng video mới lên. Thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho các bạn dễ xem lại những cái video các bạn mới đăng lên. Những cái video các bạn